Mến chào anh chị và các bạn. Thì cũng nơi quen thuộc là đến chỗ của Dương Anh Thanh đó. Thì nhờ anh giới thiệu cho chúng ta một số cái phô mai để anh chị và các bạn ở xa đó, ngoài địa bàn phố Cần Thơ có thể giao lưu. Dạ em xin chào anh Thanh ạ. Dạ, chào anh em nha. Em là chào khán giả anh ơi. Dạ, hôm nay mình giới thiệu nhiêu phôi anh ơi? 2, 4, 6, 7, 8. Dạ cũng 8-9 phôi vậy đó anh. Dạ, dạ, mai vàng không ha sao anh? Dạ, mai vàng có một cây mai tứ quý anh. Dạ, 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 cụ thể như thế nào thì chúng ta nhờ anh Thanh giới thiệu nha anh em. Dạ. Xin mời anh ạ. Đây là cây có mã số 1 nha anh em. Dạ. Cây này lùng lực nha anh em. Dạ. Cây này tại vì bấn đất nó hơi sâu, nữa ra bấn lên này cái da nó, cái lớp ở ngoài đó nha anh em. Nó, dạ. Cây này cái cây nó tơ, cái da nó vàng cháy nha anh em. Dạ. Mấy cây này nó mạnh lắm, trồng nó mau ra tược lắm. Cây này em cắt, em rút tàn lại, rút chân cành lên làm cây lùng lực luôn nha anh em. Dạ, dạ, xin mời anh ạ. Cây có mã số 1 nha anh em. Khi anh em giao lưu cùng anh Thanh thì anh em nhớ đọc đúng cái mã số để anh Thanh lấy đúng cây nha anh em. Lên ngày mấy? Ngày mai là 29 đó anh ơi. 29 à. Cây có mã số 1. Rồi cũng nhờ anh Thanh tư vấn kỹ thuật hay là cách chơi cho bà con mình. Cây này nó anh em ghép đây chân cành này anh em. Bên đây chân cành. Cái ngọn này hai chân cành anh em. Dạ. Bẻ ghép đây chân cành nó bẻ qua đây. Lấy cái đỉnh ngọn này dẫn cái đỉnh ngọn này lên. Cây này ở ngoài nhìn lùng lực lắm nha anh em. Dạ. Hoành thân 36 nha anh em. Dạ, 36 dạ. Bà con. Rồi, thân thể chiều này. Cao 31 nha anh em. 31. Dạ. Cái mẫu cây này giờ anh em trồng chậu chủ nhật đẹp nha anh em. Dạ, tại vì cái bộ rễ nó lết. Rất cảm ơn anh đã tư vấn và cho em cái mã số luôn anh ơi. Dạ, mã số 1. Cây này mã số 1 nha anh em. Giá dạ. 3 triệu nha anh em. Có giá là 3 triệu anh em. Dạ. 3 triệu. 3 triệu bà con ơi. Rồi, cảm ơn anh và cho em cái số 2 lên anh ơi. Đây nè. Rồi. Rồi, mã số 2 nha bà con. Rồi, cho em xin giờ dòng anh ơi. Mã số 2 này rễ quái nha anh em, bộ đế quái nha anh em. Đế nôm mà đế quái. Dạ, anh cứ tư vấn và dạ, dạ. Dòng thôi. Rồi, anh có tư vấn kỹ thuật gì tư vấn anh ơi? Cây này thì được đóng 4 chân cành anh. Dạ. Thì cái này về anh em ghép vô mấy chân cành này chơi thôi. Có cành này ví dụ anh em muốn để chơi cho nó quái thì anh em để, còn không thì anh em cắt sát luôn, bỏ chân cành này luôn. Anh em chơi cho ghép đây chân cành. Ghép đây cành, ghép đây cành. Với trên đỉnh ngọn này hai cành. Còn nếu anh em muốn chơi cái cô quái này thì anh em để cái này. Đó, cắt để em cắt xích vô một chút. Đó, anh em muốn chữa cái cô này lại chơi luôn thì anh em ghép vô đây cành nữa. Dạ. Rồi, thì có mã số 2 đó anh em ơi. Thì nữa anh em ghép 5 chân cành là chơi giống như là ngũ phúc. 1, 2, 3, 4, 5. Dạ. Dạ, trên đầu này 2 chân cành nha anh em. Dạ.
Rồi trong khi chờ đợi anh em chờ một chút nha. Vì lý do tiếp tục. Tại bữa nay em làm clip ở ngoài mé lộ này có mấy chiếc xe cuốc công trình đằng sau nó vô ga nghe anh em. Rồi mong anh em thông cảm giùm. Dạ. Dạ, cây có mã số 2 nha anh em. Dạ. Rất này, mong anh em ủng hộ. Dạ. Để nôm để xổm để cũng quái nè nghe anh em. Dạ. Dạ, nhiêu anh ơi? Dạ, hoành thân 36 nghe anh em. Dạ. Dạ. Tổng thể không thể chiều cao em đo từ mặt đất luôn nha, mặt bầu luôn nha. Dạ. Tới đỉnh ngọn là 46 nha anh em. 46 nha bà con. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Cho em xin dòng về xin mã số luôn anh ơi. Rồi khi anh em có giao lưu thì chúng ta gọi đúng mã số cho anh Thanh nha anh em. Cái này mã số 2 giá 2,5 triệu nha anh em. Rồi số 2 2,5 triệu. Rồi xin dài dòng đến nơi cứ quay đi dài. Cái nãy da này nó già nó muốn lên xù á anh em. Dạ. Dạ nó già cây. Có bộ đế khá là quái nha anh em. Rồi cảm ơn anh rất nhiều, cho em cái số 3 lên anh ơi. Rồi số 3 nha bà con. Cây này có 3 cọng rễ giống như kiền 3 chân vậy nghe anh em. Dạ. Cọng rễ nha bà con. Chân cành này rất là đều. Cây này nó già cây dữ lắm nghe anh em, nó già móc trắng luôn nè. Nó vì độ già thì cây này già dữ dằn lắm nghe anh em. Cái bộ đế cũng khá quái nha bà con. Dạ, có 3 cọng rễ, 3 cái bắp này bự lắm nghe anh em. Dạ, một bốn tay, một bốn tay em không hết đó nghe anh em. Khá quái. Dạ. Này gọi là kiền 3 chân á. Rồi, cũng khá rõ anh em ơi. Vậy là nhờ anh Thanh cho em cái thông số anh ơi. Mã số 3 nha bà con. Cái này cũng hoành thân 36 luôn anh em. Rồi 36 anh ơi. À. Tổng thể chiều cao nha bà con. Tổng thể chiều cao 70 anh em. 70. Dạ 70. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Cho anh em coi tổng thể cái. Mã số 3 nha anh em. Cái này bứng về 2 ngày lá nó cũng còn tươi nè anh em. Đây lá này nha bà con. Dạ. Cây mã số 3 này giá 4 triệu nha anh em. Mã số 3 4 triệu. Rồi cho em xin dòng nó đổi phôi anh ơi. Xin dòng đi. Rồi khá rõ nha anh em. Rồi đổi phôi anh ơi. Số 4 ơi. Số 4 nha bà con. Cái số 4 cây này cũ giống như cũ sắn nha anh em. Cũ đặc luôn anh em ơi. Này hàng web nha anh em. Web. Dạ. Nó nguyên cái cũ này như cũ sắn vậy đó. Đế chảy đều luôn. Rồi cây có mã số 4 nha anh em, cũng nhờ anh Thanh cho mình cái thông số luôn anh em ơi. Thông số làm đo dưới đây với đo trên đây cho anh em thấy anh em. Dạ. Nhiêu đọc lớn giùm em. Dạ cây này hoành thân 46 nha anh em. Dạ, nếu mà em đo dưới đây nha.
Dạ, 46. Dạ, 46. Dạ. Con em đo cái thân, một thân này thì 32 nha anh em. 32 nha bà con. Dạ. Dạ, rồi. Quanh cũ là 46 đó nha anh em. Anh em đo hết cái quanh cũ luôn. Cái này quanh cũ là tới 54 là nghe anh em. Ờ, 54 nha bà con. Quanh cũ 54. Dạ. Rồi, tổng thể. Tổng thể chiều cao là 22 nha anh em. 22 nha bà con. Dạ. Cây này cũ đặt cũ liền mà dạ, lùng liền nữa. Cho em xin vài vòng đi anh ơi. Vài vòng đi rồi anh cho mã số. Là mã số 4 nha anh em. Mấy cây mà đế cũ đặt về đây là hàng cũng khó kiếm lắm nha anh em. Dạ. Dạ. Mã số 4. Mã số 4. Mã số 4, cây này 4 triệu rưỡi nha anh em. Rồi, có giá luôn đó anh em ơi. Rồi, xoay xoay đi anh ơi, xoay xoay nha, nhìn em vài vòng đi. Dạ. Dạ, cũng khá rõ. Dạ. Rồi, đổi khô anh ơi. Hai ba bốn nha bà con. Rồi số 5 đây bà con ơi. Số 5 đây. Cái này cục đế đẹp nha anh em. Dạ đế đẹp. Dạ. Cái này em muốn chơi đế gom nữa anh em, cắt bỏ cọng rễ này luôn anh em. Nhưng mà cọng rễ này nó không có bò ra ngoài thì để gì anh em trồng vô cái chậu bẫy cũng vừa chứ không có bị chổi rễ anh em. Rồi, rất cảm ơn anh Thanh đã tư vấn cho bà con mình cách chơi nha bà con. Đó, cây này em bứng về mấy bữa đọt mới lặt lá bỏ đọt nó còn tươi xanh nè anh em. Đây, đó, cây nó rất là mạnh anh em. Rồi, như vậy là cái mã này là mã số 5, cũng nhờ anh Thanh cho mình cái thông số luôn nha bà con. Dạ, nhiêu đọc giùm em. Dạ, hoành thân 35 nha anh em. Dạ, 35. Dạ, 35. Cảm ơn anh. Rồi, tổng thể chiều cao ạ. Tổng thể chiều cao là 46 nha anh em. 46 nha bà con. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Số 5 rồi đó anh ơi. Dạ, mã số 5. Số 5 giờ bán. Mã số 5 giá 4 triệu rưỡi nha anh em. Dạ, có giá luôn nha bà con. Anh em ủng hộ cho anh Thanh nhớ đọc đúng mã số nha anh em. À, rất cảm ơn em và nhờ anh em tiếp tục ủng hộ. Rồi, đổi khô anh ơi. Rồi, số 6 nha bà con. Số 6 à. Để em rút chân cành sương sương lại nha anh em. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Rồi.
Cây này có mã số 6 nha anh em. Thì rất mong anh em tiếp tục ủng hộ cho anh Thanh. Cây có mã số 6, khi anh em giao lưu nhớ đọc đúng mã số nha anh em. Dạ, xoay gì em về dòng game ơi. Dạ. Cây có mã số 6. Cái này dán siêu phong nha anh em. Siêu phong. Dạ. Cái này thịt đó, cái này mạnh lắm nghe anh em. Dạ. Rồi, như vậy là cho em cái thông số anh ơi. Cái này hoành thân 34 nghe anh em. 34 nha bà con. Dạ. Dạ. Rồi, tổng thể chiều cao. Tổng thể chiều cao là 80 nghe anh em. 80 nha bà con. Dạ. Dạ. Cái này chân cành rất là đều nghe anh em. Cái này mã số 6 nghe anh em, mã số 6 giá 3,5 triệu nghe anh em. 3,5 triệu nha bà con ơi. Anh em khi giao lưu nhớ đọc đúng mã số cho anh Thanh lấy cây đúng nha anh em. Rất cảm ơn anh em nhiều. Rồi đổi thôi anh ơi. Dạ. Cây vàng luôn đi. Số 7 lên bà con ơi. Cây số 7 cá là lực nặng nề đây. Cái này mới bứng về hôm qua nha anh em. Dạ. Lá còn tươi xanh này nha anh em. Còn dạ. Tươi luôn nha bà con. Dạ. Đây lá đây. Khá là lực nha anh em. Dạ, cây này là có mã số 7 nha bà con. Em để lá cho anh em coi cắt chân cành này anh em. Dạ. Như vậy là cây có mã số 7 nha anh em. Cũng nhờ anh Thanh cho mình cái thông số luôn đó anh em. Dạ. Hoành thân 52 anh em. Hoành thân 52. Dạ, dạ. 52. Cảm ơn anh. Rồi tổng thể anh các anh ơi. Tổng thể chiều cao là 1m02 anh em. 1m02 nha bà con. Dạ. Rồi. Cây khá lực. Rồi cây này là có mã số 7 nha bà con. Cũng nhờ anh Thanh đánh cái mã số giùm mà. Dạ, cây mã số 7 là giá 8 triệu anh em. 8 triệu. Mã số 7. Nha bà con. Rồi, khá rõ, cảm ơn anh rất nhiều. Và dạ, đổi phôi anh ơi.
Rồi mã số 8 nha anh em. Mã số 8 là cây tứ quý nha anh em. Cây mai tứ quý nha anh em. Dạ. Cây này cục đế dữ lắm nha anh em ơi. Anh Thanh cố tình để cái cây phía sau là cây tứ quý nha anh em. Cây này hồi nhỏ ông bác này ở trong vườn ông trồng ở trong cái lu cái khạp á nha anh em. Ở như nguyên cục đế nó gói nó đặt luôn nha anh em. Cho anh em xem rõ nha. Cây phôi số 8 này là tứ quý. Xin nhắc lại. Rồi, như vậy là khá rõ nha. Anh Thanh cho em cái thông số anh ơi. Cái này hoành thân 26 nha anh em. 26 nha bà con. À. Dạ. Rồi, tổng thể cái anh ơi. Thể chiều cao là 68 nha anh em. 68 nha bà con. À. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, xây dài dòng giờ cho em cái mã số và báo giá luôn ơi. Mã số 8 là cây tứ quý, cây cuối cùng của clip là giá 2,5 triệu nha anh em. 2,5 triệu nha bà con. Rồi, rất mong anh em ủng hộ cho anh Thanh nha anh em. Giờ khi giao lưu chúng ta đọc đúng cái mã số để anh Thanh lấy đúng cái cây à. Rồi, đã cuối clip thì cũng... nhờ anh Thanh đọc lại từ số 1 tới số 8 giùm em cái anh ơi. Rồi, cây này là mã số 1 nha anh em. Mã số 1 nha bà con. Mã số 1, giá 3 triệu nha anh em. Rồi, số 2 anh ơi. Mã số 2 là cây đế nôm này nha anh em. Số 3 ạ. Mã số 2 là giá 2,5 triệu nha anh em. 2,5 triệu, rồi số 3 anh ơi. Mã số 3 là cây này có 3 con rễ nè nha anh em. Rồi. Mã số 3 là giá 4 triệu. 4 triệu. Cây già cây lắm nha anh em. Số 4. Số 4 là cây cũ giống như củ sắn nè nha anh em. Mã số 4 là giá 4,5 triệu nha anh em. 4,5 triệu nha bà con. Rồi số 5 anh ơi. Mã số 5 cũng giá 4,5 triệu luôn nha anh em. Rồi số 5 4,5 triệu luôn. Số 5 là đồng giá với cây số 4 nha anh em. Rồi số 6. Mã số 6 là giá 3,5 triệu nha anh em. Số 6 nha bà con. Cây dáng siêu phong đó là 3,5 triệu nha anh em. Rồi số 7. Mã số 7 là cây bự nhất trong lô này là giá 8 triệu nha anh em. 8 triệu nha bà con. Số 7, rồi số 8 anh ơi, tứ quý. 8 là cây cuối cùng của clip là cây tứ quý là giá 2,5 triệu nha anh em. Cây tứ quý, em mai tứ quý, cuối cùng của clip là cây đế lưu. Đế lưu. Là giá 2,5 triệu. 2,5 triệu. Tất cả đều rõ và có giá thì cuối clip nhờ anh Thanh cho một cái lời chào khán giả các anh. Anh chào anh em nha. Rồi. Anh em nhớ đăng ký kênh và coi ủng hộ em nha. Rồi, thay mặt khán giả cảm ơn Thanh nhiều nha. Đã cho bà con mình những cái phôi đẹp á. Rồi mong bà con cũng ủng hộ anh Thanh. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Mến chào, tạm biệt.